Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh điện gia dụng Nhật Bãi của Thanh Quá. Mình tên là Thanh Quá, năm nay 38 tuổi, đang ở chợ Lấn Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test một cái em bình thủy Yuzi này của Nhật ha, 2.2 lít. Ngoại hình thì cũng còn tương đối, nó bị chạy xước một số chỗ ha, không có gì nguồn, thay gì nguồn luôn, chơi dây trực tiếp luôn, cái cây xúc ra ngoài. Hàng này lưu ý điện 100 1985W ha, này sản xuất 2005 ha. Đây mình mới bỏ nước vô đây nè, lần sần hơn nửa lít chút. Đây, nhanh sôi lắm nha, hết sôi nhanh cực kỳ nha. Thấy không, các khách thấy mặn mặn lên tim không? Cái này người Nhật người ta hay nấu cháo lắm, thấy bỏ cháo trong nấu, bỏ gì một số nồi nó bị chóc róc trơn, bị dính đó, dính cháo á. Rồi ok, heo hết nóng ha. Cái nút này á, là nút này để làm gì ta quên rồi ta. Cái nút này là chỉnh nhiệt độ nè, 60 độ là để hâm sữa nè, 70 độ là nó ấm ấm, là 7 độ gì đó là 98 độ C nè, 90 độ C nè. Còn quý khách đó, nó đủ độ á, cho tí mình quy định 90 độ C, nó đủ 90 độ nó tự ngắt điện ha. Cơ chế của nó là tự ngắt ha. Còn cái này là cái này quý khách nó cái này giống như mình, nút này là nút xả nước nè, bấm thông ăn nè, đúng không? Nhấp cái này nha, bấm một cái nó cháy đèn nha, nó mới chờ lệnh mới bơm được nha. Ok ha, bốc khói ha, cực kỳ ha, cái nãy hơi măng mẳng giờ lên ủng ủng nè. Rồi em này tại vì ngoại hình nó hơi xấu, với dây lô nó không còn dây nguồn nữa, nên mình bán giá 350 nghe quý khách. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook hay YouTube hay chợ tốt cho mình ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, xin cảm ơn.